Xin kính chào bà con, hôm nay A Đầu giới thiệu với bà con cái dòng lò xo 25-45 chuyên đánh cua đồng. Hàng lò xo này có cái đường kính của nó là 25 phân và chiều cao của nó là 45 cm. Khung thép của nó là khung thép chống han dỉ và khung của nó chịu lực và đàn hồi rất là cao. Cái đặc điểm của cái lò này á, đó là bên ngoài được đúc bằng một lớp nhựa. Mục đích của nó là chống han dỉ và đánh được ở cái nước mặn. Ngoài nước mặn ra còn đánh được ở nước ngọt và nước lợ vân vân. A Đầu còn cung cấp đầy đủ các loại mồi đánh tôm cua cá lươn trạch và có cái công thức đánh cho bà con nếu bà con có nhu cầu mua mồi. Riêng hàng lò sau này đánh ở những rãnh lúa cực kỳ hợp lý, tại vì cái rãnh lúa nó vừa ngắn vừa hẹp nên là đánh đặt ở những giữa rãnh lúa này vừa bắt được cua, vừa đánh được lươn, vừa đánh được ếch chẳng hạn như thế. Cái lò sau này ở trên phía trên của nó gồm có hai móc, khi chúng ta cũng đánh thì chúng ta có thể xếp gọn lại một cách rất là gọn gàng và dễ sử dụng. Hàng lò sau này có hai hom hai bên, có nghĩa là bà con muốn lấy tôm cua cá lươn trạch ra đằng nào cũng được, chúng ta xếp lại là đánh là lấy ra được. Như trên màn hình bà con thấy đây thì cái mắt lưới của nó là 2,5 phân, cái lưới của nó rất là lớn, rất là khỏe, cái sợi lưới của nó tạo lên rất là lớn nha bà con nha, rất là khỏe, tạo độ vững chắc của nó, cái độ bền của nó rất là cao, tránh cả được cua cắn, cua kẹp đấy bà con thấy không. Ngoài cái viền xung quanh của cái lò này nó được tạo được thợ làm lên và bo xung quanh là một sợi dây, mục đích của nó là để chống va đập, để chống bị đứt ở cái lò để cho tôm cua cá đỡ bị thoát ra. Hàng lò này A Đầu luôn cam kết cho bà con là cái độ bền, độ chắc chắn của nó rất là cao. Bà con có nhu cầu đặt hàng, bà con liên hệ với A Đầu số điện thoại trên màn hình, Zalo. A Đầu xếp hàng toàn quốc và bà con được xem hàng trước khi thanh toán tiền, cam kết mọi vấn đề nếu có lỗi lầm. Khi hàng này xếp gọn lại, bà con có thể thấy được nó rất là gọn, có thể mang vác được số lượng rất là đông, rất là lớn. Bà con có nhu cầu liên hệ trực tiếp với A Đầu số điện thoại trên màn hình.